Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn intro bài hát Cô Hàng Xóm của Văn Lê. Thì bài này Văn Lê hát ở tông la thứ thanh, mình sẽ hướng dẫn các bạn ở tông la thứ thôi cho nó dễ. Còn bạn nào muốn đánh dúng tông gốc thì chỉ cần kẹp carbon ngang số 1 và chơi la thứ bình thường. Bài này intro gồm có 8 câu thôi, mình sẽ chia ra từng câu thành ít nốt để cho các bạn dễ tập. Mình có ghi trên màn hình đó, gồm 8 câu, mỗi câu khoảng 5 số nốt thôi cho nó dễ. Kèm là thứ đây, đây là ngang số 5 nè, 5 là thứ đó. Rồi bắt đầu vào câu số 1. Mi, mi rê, mi son la. Câu số 1 lại nè, mi rê mi son đó. Câu số 1 5 nốt thôi nè. Đấy. Rồi câu số 2 si, nốt si, si rê si la son la. Đấy, câu này bấm 2 lần. Câu số 3. Câu số 3 la son mi son. Rồi la là nốt la đây. Đô rê. Bấm lại nhanh nè. Đấy. Được chưa? Rồi. 4 câu rồi. Câu số 5. Là rê son. Là đô rê. Đấy. Câu số 6 mi, mi pha này, mi bấm mi son mi rê đô rê. Câu số 7 gần hết rồi. Kế mi son đồ rê rê mi, kéo đồ rê tới mi. Rồi câu cuối cùng, khi kéo tới nó mí thì bấm nút xí lên mí nè, mí đây à, nút xí này xí mì được rê, kéo tới nó mí à, rê nè mì chậu lui lại rê đô là. Rồi hết, quá phê. Bấm từ nốt mi nha, nốt cầu từ số 7 tới cầu số 8 nè. Đó, rất là đơn giản.
rồi chia thành nhiều câu nhỏ ít nốt cho các bạn dễ tập. Làm nhiều quá các bạn tập theo không kịp. Rồi vậy thôi. Rất là đơn giản. Rồi cảm ơn các bạn nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.